khởi đầu mùa giải tại Big Bad. Tuy nhiên, Bilbao đã vực dậy trở lại và leo lên nhóm giữa bảng xếp hạng trước vòng 23 của La Liga. Bên kia chiến tuyến, gã khổng lồ xứ Catalan vẫn đang là kẻ thống trị La Liga với khoảng cách an toàn so với nhóm còn lại của giải đấu. Trận lượt đi tại Nou Camp đã khép lại với bất ngờ lớn khi Bilbao cầm chân trước Barca với tỷ số 1-1. Tuy nhiên, Barca đã đánh bại Bilbao trong 4 trong 5 trận đấu đối đầu gần đây với Bilbao. Mặc dù phải đánh là khách trên sân của đội bóng đang có phong độ tốt, tuy nhiên, nhà cái Betis sẽ đưa ra tỷ lệ là Barca chấp 1 trái.